mình về một bao thêm một bao cá cảnh nữa nha mọi người. Thì trước khi mình giới thiệu cho mọi người thì mình cũng xin giới thiệu cái địa chỉ của mình đang kinh doanh về món cá cảnh này và hoa cây cảnh, đó là 01 đường 30 tháng 3 phường Bình Định thị xã An Nhơn, đối diện với cái siêu thị Cosmart An Nhơn nha mọi người. Thì bây giờ thì mình xin giới thiệu cho mọi người một số cá nó mới về nha mọi người. Đó, mình sẽ khui ra cho tất cả mọi người xem nha. Thì đây luôn là mình sẽ giới thiệu cho mọi người, đây là cá thần tiên nha. Đó, cá thần tiên. Đây là cá la hán nè. La hán thì nó có mấy con, nhưng mà hồi nãy là mình kiểm tra thì nó có cái mấy con kia thì cái bì nó hơi xẹp xẹp hơi á, cho nên là mình cũng tranh thủ mình mở ra mình bỏ mình lên trên kia rồi. Đấy. Còn đây đó là cái bùm đỏ, bùm xanh. Mình khui hết cái bao này ra nha mọi người. Cái đây là bùm hồng, bùm vàng, à, bùm hồng nữa nè. Rồi tiếp tục thử này là gì. Cái này là bình tích cần cao qua cái tư vân nó hiện hôm nay nó có hai màu nha mọi người. Đây là nó con cá này là ở, nhưng mà tùy theo chỗ nó gọi là, đây là cá giống cá thác lát này, thác lát hay là nhưng mà cá thác lát cảnh đó, nó còn gọi là cái tên gì nữa đó, tí nữa mình coi lại thử là mình không quên mất. Ở cái đây là mấy con tì bà beo, mấy con dọn hồ á. Đây thì đây mình về thêm một ít chép nhật đuôi vàng nữa, đuôi dài nữa này, chép nhật chép phụng á, đuôi phụng á. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra và mình bỏ trong trong hồ luôn nha mọi người. Mình bỏ trong hồ. Thì trước khi mọi người thấy là trước khi mình như hồi trước cũng vậy, là mình bỏ vô thì mình cũng phải bỏ từ từ chứ không có bỏ nhanh được nha mọi người. Bỏ từ từ cho nó quen nước á. Đây là con la hán. Thì ở đây là hồi nãy là có mấy con la hán là mình cũng đã cho vô rồi. Bây giờ tiếp tục thêm con la hán này nữa, rồi mình cho vô đây luôn. Đó. Rồi cho miếng nước vô, ngâm nó chút đã, xong rồi từ từ mới ấy, mới mở. Rồi thằng tiên, đợt này thằng tiên trắng với sọc sọc đen chút xíu thôi. Tiên thì anh em bên đây mình cho vô luôn. Đấy, đây là thằng tiên nha mọi người. Rồi tiếp tục bơm. Rồi mình sẽ cho nó vô chung luôn nha mọi người. Cái nồi cái loại này thì mình cho chung một hồ thì nhìn nó sẽ đẹp sặc sỡ. Lại đây Quỳnh Như, lại quay cho nó gần chút xíu nữa cho mọi người xem này. Thì cái bùm đây đó, mình cái loại này mình 3-4 màu là mình cho bỏ chung một hồ luôn. Ví dụ như số lượng mà nó nhiều quá thì mình sẽ ngăn ra bớt. Chia làm đôi, nhưng mà nó là nhiều vậy á, nhìn nó mới hấp dẫn, nhìn nó đẹp hơn. Nó bỏ chung lộn xộn màu á, nhìn nó đẹp. Đó, mình bỏ vô, mình cho nước vô trong bì một ít nước này cho nó quen cái nước đấy. Đó. Rồi từ từ cỡ 10 phút là bắt đầu mình làm một lần nữa cũng được, không thì cho ra luôn cũng được. Tiếp tục bùm vàng.
Tí nữa mình bỏ nhiều quá thì có thể mình vớt riêng ra cũng được, vớt ra sang qua bớt hồ khác, nhưng mà nó nhiều nhiều vậy cũng không sao đâu, nhìn nó đẹp nữa. Rồi. Cái này thì tư vân. Giờ thì mình đổ cá ra cũng gần xong rồi nha mọi người. Đấy, còn vì hai bì nữa mình cho ra hết luôn. Đây là nãy giờ ngâm, nãy giờ cũng khá lâu mình mới khách á, mình ra mình tiếp khách khoảng cỡ 20 phút rồi. Giờ cho ra vô tư. Đấy. Thì bên đây nó có hai màu à, bên đây có thêm nhiều màu nữa, để mình sang qua xuất lại cho nó dày chút xíu. Rồi còn bị nào nữa không? Rồi còn bị đây, bên đây nãy giờ chưa ra, đây cho ra luôn. Rồi này tiếng ong gì ít quá, nó còn ít. Rồi bây giờ thì cá thì mình cũng đã đổ bì ra hết rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nói tổng quát lại từng loại cá để cho mọi người xem và biết nha. Nếu mà anh chị em nào mà ở gần siêu thị Cosmart An Nhơn này thì mọi người tới ủng hộ nha. Thì đây là dòng cá tư vân nha mọi người. Cá tư vân đợt này nó có hai màu, có thêm màu vàng nữa. Mình nói sơ lược qua cho nó nhanh chút xíu nha, do số lượng cá nhiều hồ á, cho nên là cũng nó mà chậm quá thì nó cũng hơi lâu chút xíu cho mọi người xem. Đó. Cái quanh đe nó có hai màu. La hán. Đây còn là hán mái, là mái cũng hơi to to.
lá háng đỏ đỏ này. Rồi đây con tai tượng châu Phi. Đấy, cái dòng này thì mình bỏ chung vô thì nó rất là đẹp đó, mọi người thấy không, rất là đẹp. Đúng ra hai cái loại đây mình bỏ chung vô luôn á, nhưng mà bên hồ đây thì thấy nó cũng hơi nhiều nhiều rồi, thôi mình cho qua hồ đây do hồ còn dư. Đó, còn đây là có cá tiên ong nha, đợt này giờ cái màu trắng á, mình thích cái màu đen hơn chút. À, dưới là cá vàng với bốn đuôi. Rồi qua cái hồ nhỏ đấy mấy tì bèo bò tì bà bèo đồ này, dưới qua dọn hồ nhỏ này, đây cá biển màu tạp nha. Rồi đỡ mình bên đây thì cái hồ đây có hồi trước có ít cá coi mà khi nay mình không có lấy cá coi á, cũng thua mất rồi. Có con long này, con long albino, đây con long albino này đó. Thì cái hồ đây mình cũng mới thả, mời các bạn xem rồi đấy, nhật chép phụng á. Rồi còn con đây là con bối nha mọi người, bối 4k này, bối số 9. Mình qua bên đây nha, bên đây thì có mình thả chung hai con ngon long size cỡ 30 mấy rồi này, 33 35 rồi này, mở chung một hồ nha mọi người. Đấy, với con vàng vàng đây là con két và các vàng này, hồng quỷ này, giống này, cá chê baku amino, đây cũng ngon long. Đấy, hồ dưới này tai tượng nha mọi người, tai tượng dưới phát tài nè, dưới sơn kim sơn, có mấy phụ kiện cá rồng á mọi người. Thì đây là ngày hôm nay là mà cá mình về thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sẽ biết là về cá, một số loại cá thôi, chứ cũng chưa có gì gọi là cái con nào mà đặc biệt gớm lắm đâu, nhưng mà nói chung cũng tương đối cho bán ra khách lỡ mà họ có họ mua cho vui thôi. Thì cái video đây thì nãy giờ nó cũng dài rồi, thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua. Và mình nói lại một lần nữa là số điện thoại của mình để cho mình giới thiệu cho mọi người biết là một số người họ cần cái gì thì họ thì có gì mọi mọi chi tiết thì cứ liên hệ cho mình nha. Mình đỡ số điện thoại với Zalo ở dưới video. Thì cảm ơn tất cả các bạn và mọi người đã xem qua cái video của mình. Thì cũng có gì hơn xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực phát triển thêm nha mọi người. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua rất nhiều ạ. Cảm ơn ạ. Xin chào, bye bye.